Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Chí Minh Đức. Năm nay mình 8 tuổi, mình học trường tiểu học A thị trấn Văn Điển. Sở thích của mình là chơi bóng rổ. Hiện tại mình đang nuôi cá. Ước mơ của mình là trở thành nhà cứu hỏa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.